Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại kênh của mình. Hôm nay mình tiếp tục chia sẻ đến các bạn cách tăng cái độ bền của cái dây sạc này lên gấp nhiều lần. Và làm cách nào thì mời cả nhà mình cùng theo dõi nha. Thì thông thường cái dây sạc cái này của mình mua về xài á, một thời gian á thì nó sẽ bị gấp cái đuôi này và nó sẽ bị nứt và nó sẽ đứt đứt cái khúc này ra nha cả nhà. Cái đầu bên đây nó cũng vậy. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn tăng cái độ bền của cái dây sạc này lên để mình xài được lâu nha. Trước tiên cả nhà lấy cho mình cây viết bi này nha. Thì cả nhà mình sẽ lấy cái phần lò xo của cái cây viết này nè. Cái viết nào mà mình không có xài nữa mình bỏ thì mình lấy cái phần lò xo này ra nha cả nhà. Rồi rồi sau đó thì mình có chuẩn bị hai cái lò xo sẵn đây. Cái lò xo này là của cái viết nha cả nhà. Còn cái viết này của mình là mình chỉ lấy cho cả nhà xem thôi, tại cái viết này mình đang còn xài. Rồi trước tiên cả nhà mình lấy cái lò xo này nha. Cả nhà mình quấn cho mình là từ cái đầu này mà dài dài cho hết cái cọng dây này, hết cái phần lò xo này là được nha. Bây giờ mình sẽ làm cho cả nhà mình coi. Thì cái cách này là mình sẽ tăng được cái độ bền của cái cụm dây sạc mình lên nha cả nhà. Quấn cái này thì nó cũng đơn giản lắm cả nhà, nó không có khó gì đâu. Tại vì cái lò xo của cái cây vít mình nó cũng mềm lắm, nó không có cứng. Đó, sau khi quấn xong thì cả nhà mình dồn hết cái phần lò xo này xuống dưới cái đuôi cái dây sạc này nha. Đó, như vậy. Thì cái tác dụng của cái lò xo này á, là cái khi mà mình bị gấp cái cọng dây này nè, mình buông ra thì nó sẽ nhả lên lại, nó không có gấp chết xuống luôn nha cả nhà. Đó, như cả nhà thấy nè. Đó, như vậy là mình đã quấn xong một đầu bên đây. Cái đầu bên kia thì mình cũng quấn y chang như vậy cho mình nha cả nhà. Đây, cái lò xo của cái viết. Quấn cái này mình quấn rất là nhẹ nhàng. Thì cái cách này nó rất là đơn giản, nó sẽ tăng được cái độ bền của cái cục sạc mình lên rất là nhiều nha, và mình xài nó được lâu hơn nha. Đó, nhà mình dùng hết phần lò xo này xuống dưới đuôi này cho mình. Đó, không bao giờ mà bị gấp gãy luôn nha cả nhà. Video của mình xin kết thúc tại đây. Cả nhà mình coi video thấy hữu ích thì nhớ cho mình xin một like và một lượt đăng ký kênh để ủng hộ mình có động lực làm nhiều video tiếp theo nha. Cảm ơn cả nhà.